Hello, xin chào tất cả các anh em nhé. Thì hôm nay thì tôi sẽ làm một cái video clip, thì tôi sẽ chia sẻ đến mọi người một cái tính năng được cải tiến trên dòng xe Exciter từ 2018 trở lại đây. Và cái tính năng này rất là hữu ích khi đã được trang bị trên những dòng xe phân khối lớn và được tích hợp trên cái dòng xe Exciter 150 và 155 đây. Thì càng ngày những cái dòng xe 150 phân khối côn tay hoặc là những dòng xe kể cả tay ga đã được chạy đua công nghệ giữa các hãng và đã sử dụng rất là hiệu quả trên những cung đường. Nhưng cái tính năng này nó nổi trội như vậy nhưng cũng có một cái số điều bất cập mà anh em vẫn còn thắc mắc và nhiều anh em có thể là không biết và có thể là thấy nó cảm giác là chưa hiểu hết cái tính năng của nó. Thì hôm nay mình muốn nói đến cái tính năng được ứng dụng cải tiến trên dòng xe C4, đó là cái nút bật tắt động cơ. Thì cái nút này nó có tác dụng là như cái tên gọi của nó là nút bật tắt động cơ. Thì các bạn sử dụng hiệu quả trong những cái trường hợp là với cái đường phố đô thị Việt Nam ấy, thì có những cái đèn xanh đèn đỏ rất là nhiều, thì anh em không phải cúi xuống tắt chìa khóa mà anh em bật luôn ở tay. Nhưng cái vấn đề cốt lõi ở đây thì mình muốn nói là cái điều mà anh em thắc mắc ấy, thì khi đang chạy thì không may lỡ tay bật vào cái nút tắt động cơ này thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng gì? Nhiều anh em là nói nó có dừng xe đột ngột và gây ra nguy hiểm không? Thì qua quá trình tìm hiểu và nguyên lý hoạt động của động cơ và kết hợp với cái bật tắt động cơ này thì mình xin giải thích cho các bạn như sau. Khi một nhà sản xuất xe máy là thì cái tính năng an toàn là trên hết. Cho nên những cái ứng dụng trên xe là tính năng an toàn và tính năng công nghệ thì không có cái lý gì khi các bạn chạm tay vào mà gây ra cái hiện tượng mà dừng xe đột ngột tắt máy và gây ra nguy hiểm cho con người cả. Nếu như mà những cái ông sản xuất xe mà ông ấy lại tạo ra cái tính năng tiện ích nhưng mà nguy hiểm vậy thì chắc chắn là cái con xe này hay cái nhà sản xuất xe này chắc chắn sẽ bị phá sản. Mình dám dám nói một điều là như thế. Cho nên là anh em yên tâm là khi không may lỡ chạm tay vào thì cũng không thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng các bạn nhé. À, mình giải thích vì sao mà nó không gây nguy hiểm đến cái tính mạng các bạn và nó sẽ không bị dừng đột ngột. Khi cái quá trình chạy xe thì cái vòng tua và tốc độ của động cơ thì nó sẽ dạ xảy ra cái hiện tượng là máy kéo bánh xe, các bạn hiểu không? Máy kéo xe, khi các bạn đang chạy nổ máy là cái hiện tượng máy kéo xe. Khi cái xe này thì có được gắn cái động cơ này và tạo ra cái công suất, tạo ra moment và cái lực kéo để kéo cái bánh xe và giúp chúng ta di chuyển trên đường. Còn khi các bạn mà không may, đấy, các bạn không may, các bạn lỡ động vào đang chạy tốc độ 80, các bạn chạm tay vào hay là nhiều anh em chạy lên tốc độ hẳn 100 luôn đấy, hoặc thậm chí là nhiều anh em chạy lên tốc độ khoảng 120, cần nhiều anh em mà cho choai đấy, ít tuổi ấy, chạy những cái xe này thậm chí anh em còn vít lên 130 đó. Thì không may các anh em núp gió kinh quá, anh em chạm tay vào đấy thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng gì? Nếu như mà nó khóa bánh hoặc là nó như thế nào thì lúc đó chỉ có đúng là cái giải bát hương vàng các bạn ạ. Nếu như mà con xe này mà trang bị cái tính năng cái công tắc tắt mở động cơ này đây mà nó xảy ra cái hiện tượng như thế thì đúng là quá là nguy hiểm các bạn. Nhưng không, khi sản xuất ra con xe các nhà sản xuất đã tính toán thì khi các bạn đang chạy tốc độ cao hoặc là chạy 80, 70 hoặc là 100, không may các bạn lỡ bấm tay vào đấy thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng như thế này.
Lúc này thì sẽ xảy ra cái hiện tượng là không xảy ra cái hiện tượng là máy kéo xe, máy đẩy xe đi, và nó xảy ra cái hiện tượng là sẽ xảy ra cái hiện tượng là xe kéo máy trong tình trạng là máy nổ cưỡng bức. Đó các bạn ạ, máy nổ cưỡng bức thì nó vẫn nổ máy. Vẫn nổ máy các bạn nhé, nhưng mà tốc độ sẽ giảm dần. Tốc độ sẽ giảm dần. Giảm dần đều. Và khi đến một mức độ nào đó, nếu các bạn không xuống số, nếu các bạn không xuống số, không xuống số thì máy vẫn nổ. Nhưng mà các bạn mà bóp côn, các bạn bóp côn mà các bạn xuống số thì sẽ gây ra nguy hiểm. Sẽ gây ra nguy hiểm các bạn nhé. Lúc đó mà các bạn bóp côn các bạn giữ yên thì ok, nhưng nếu các bạn bóp côn mà các bạn xuống số và các bạn lại nhả côn là bình thường là các bạn sẽ gây ra nguy hiểm chắc chắn với các bạn luôn. Nhưng nếu các bạn mà đang số 6 hoặc số 5 các bạn chạy cứ cứ để vậy thì đang là cái lực là xe kéo máy thì máy vẫn nổ nhưng mà tốc độ giảm dần, với một cái điều kiện là các bạn không được xuống số. Nếu các bạn bóp côn thì là xe chết máy ngay lập tức. Chết máy ngay lập tức các bạn nhé. Và các bạn phải để cái để an toàn thì một là các bạn bóp chết côn cho máy chết hẳn, không được nhả tay côn ra. Thứ hai là các bạn phải có một cách nữa là các bạn để cho máy kéo xe khi đến cái tốc độ khoảng độ 30 thì các bạn bóp côn lại và để cho xe giảm dần tốc độ rồi các bạn dừng. Chứ còn các bạn đang chạy mà các bạn khi các bạn tắt không ai bấm tắt động cơ rồi ấy, thì các bạn là về số mà bóp côn rồi nhả côn là các bạn sẽ gặp nguy hiểm đó. Cho nên là các bạn phải hiểu được cái tính năng, hiểu được là vấn đề thì con xe của bạn sẽ không gây nguy hiểm. Nếu như các bạn để nó là xe kéo máy thì máy vẫn nổ các bạn nhé, máy vẫn nổ. Nhưng các bạn có thể để về số về đến tốc độ 30 hoặc 35 thì các bạn bắt đầu bóp côn thì ok các bạn nhé. Còn nếu như mà các bạn bóp côn các bạn về luôn số 4 hoặc số 3 thì các bạn nhả côn là sẽ gây ra hiện tượng là bó cứng, máy là kích hoạt nổ nhưng mà nổ cưỡng bức vì các bạn đã tắt động cơ rồi, và sẽ gây ra hiện tượng, lúc đấy là hiện tượng sẽ nguy hiểm, có thể là sẽ bó cứng bánh và ở cái dòng xe 155 VVA sẽ đỡ hơn một chút vì nó đã được trang bị bộ chống bó cứng ở trên xe 155 VVA. Thì video clip của mình đến đây xin kết thúc. Thì mình muốn nhấn mạnh các bạn là cái trang bị ở trên này là tính năng an toàn, nhưng chúng ta phải sử dụng đúng cách, đúng mục đích. Khi mà các bạn không ai lỡ chạm vào, các bạn phải hiểu là vấn đề. Nếu như bạn không hiểu là vấn đề thì cái tính năng an toàn này sẽ gây ra nguy hiểm cho các bạn nhé. Chúc các bạn có một con xe sử dụng rất là bền bỉ, và cái công tắc này các bạn phải hiểu là vấn đề và sử dụng chuẩn chỉ để không gây ra nguy hiểm cho các bạn nhé, nếu lỡ chạm tay vào. Video clip lần này mình xin tạm dừng tại đây. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.